Hàng xóm của tôi không chịu lớn. Tập 24. Nhắm mắt lại nha. Vâng. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng từ lâu rồi ạ. Được. Nghe bố đến nha. 3, 2, 1. Mở mắt. Xe đạp. Bố đã hứa với con. Trên 95 điểm được thưởng một chiếc xe đạp đã nói là làm. Cảm ơn bố, con yêu bố lắm. Lần này cuối cùng con cũng có thể đạp xe lên núi Đỗ Quyên chơi cùng các bạn rồi. Tuyệt. Con biết đạp xe đạp không? Cái con bé này. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Đưa đây. Không thấy, không thấy. Còn lề mề nữa là không lên núi Đỗ Quyên được nữa đâu. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Của tớ. Làm gì vậy hả? Của tớ. Của tớ. Có phải nó ăn hiếp em không? Nói đi. Ai dạy em giật đồ của người khác hả? Tiểu Kiệt sao vậy? Đi, chạy mau. Mau lên xe. Không sao rồi, đừng sợ. Thật ra cái bình nước này là của cậu ấy. Chị cơ. Chị biết đạp xe đạp rồi. Em không có chống hộ chị đấy chứ. Em đâu có chống, em ôm chị mà. Hả? Không thể nào. Sao mình biết đạp? Á. Cháy nhà kiểu gì cũng ra mặt chuột. Ôi chao, lão Lâm ơi là lão Lâm. Ông thật chẳng ra làm sao. Nói ngã bệnh là ngã bệnh ngay, khiến tất cả chúng tôi đều chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Phải cảm ơn tôi đó, nhờ phúc của tôi mà gia đình hai ta mới lại tụ họp, chẳng thiếu ai hết. Này, đừng có nói càng nói gỡ. Tôi với Tĩnh Văn đã bàn với nhau rồi. Chờ anh xuất viện là chúng ta sẽ cùng đi du lịch, tìm nơi có núi có sông. Chúng ta mua hai căn nhà, ngày nào bốn chúng ta cũng chơi mạt chược, thỉnh thoảng còn có thể đi leo núi, câu cá. Đúng thế. Nói trước nha, chỉ có bốn chúng ta, không dắt hai tụi nó theo. Mẹ. Mẹ có thể không giúp con, nhưng mẹ không thể làm phiền người ta được. Đúng không chú? Đúng. Nhìn kìa, thời gian trôi nhanh thật đấy. Mấy năm không gặp, An An đã trưởng thành rồi. Lớn lên đẹp trai quá. Đẹp trai hơn bố cháu hồi còn trẻ đúng không? Tất nhiên. Đẹp trai hơn nhiều lắm. Lão Lâm, nhớ năm đó khi tôi còn trẻ. Lão Lục, đừng nói bậy bạ nữa. Anh ấy thích An An từ bé, luôn xem thằng bé như con trai ruột đấy. Mẹ cũng vậy mà. Mỗi lần bất kể ai đúng hay sai thì mẹ luôn bên cậu ấy. Khi đó con đã cảm thấy cậu ấy mới là con ruột của mẹ. Bố mẹ ruột của con là cô chú đó. Chắc không phải chúng ta bị bế nhầm thật đấy chứ. Cách nhau 7 tuổi sao nhầm được. Con vừa ra đời thì Dạng Dạng đã học lớp 1 rồi. Cũng đúng nhỉ. Lỗi của em đến muộn. Tôi nhớ khi đó Dạng Dạng buồn lắm. Đúng không? Vốn chỉ tưởng là một em gái, ai ngờ lại là em trai. Khi đó cứ suốt ngày sửa soạn cho thằng bé như con gái nó mặc váy hoa, mua kẹp tóc đỏ, đúng không? Xóa bỏ hồi ức đó đi bố.
chỗ mẹ còn có ảnh đó. Đáng yêu vô cùng. Còn nhớ không, khi đó làm tôi và lão Lục lo đến mức tính đưa nó vào bệnh viện luôn. Mọi người trò chuyện nha. Con ra ngoài gọi cuộc điện thoại. Đúng vậy, chúng tôi đi được nửa đường rồi. Trên đường đi. Còn bạn đi khám khoa thần kinh hay khoa tâm thần? Đúng không? Đúng, đúng đó. Alo, alo, sếp Hoa. Giờ anh đang bận sao? Có chuyện này tôi muốn nói với anh. Cô cứ yên lòng ở nhà lo cho người thân đi. Chuyện ở công ty không cần lo. Tôi đã từ chối hạng mục của sếp giả rồi. Hiện tại công ty chúng ta có nhiều hạng mục quá rồi. Đủ bận rồi. Với lại nếu hoàn thành tốt thì sẽ có nhiều hơn thiếu hạng mục này. Tôi xin lỗi. Đã gây rắc rối cho công ty rồi. Yêu đương là chuyện tốt. Sao lại xin lỗi chứ? Khó khăn lắm cô mới có bạn trai. Nếu vì chuyện của công việc mà làm hỏng chuyện thì tôi sẽ thành tội nhân mất. Anh nói phải. Anh đã biết rồi à? Không ngờ công ty ưu ái cho gái ế lâu năm quá. Mấy năm qua cô đã hy sinh cho công ty nhiều như vậy. Rất nhiều chuyện là vì tình nghĩa, cũng như chuyện của Lý Điền vậy. Có qua có lại mà. Đến lúc công ty làm gì đó cho cô rồi, cô nhớ lấy. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, sức của một người không thể hơn một tổ chức được. Đừng lo lắng. Vâng, tôi nhớ rồi. Cảm ơn sếp Hoa. Được, tôi nhận lời cảm ơn này. Đi làm việc của cô đi. Không có việc gì thì không cần gọi. Vâng. Cô gái này có cần giúp đỡ không? Cần. Xong rồi. Chia cho anh chút sức mạnh. Nặng quá. Vậy anh mượn nguồn sức mạnh này nói chuyện này với em. Chúng ta hai đứa. Sao vậy cô? Hai đứa đi dạo đi. Lúc nào về thì nhớ mua ít bánh bột nhào long Cát Điền về đây. Họ muốn ăn. Vâng. Về trễ tí nha. Người lớn trò chuyện. Đừng làm phiền. Vâng ạ. Ban nãy anh muốn nói gì với em? Anh muốn nói chúng ta hẹn hò đi. Chúc mừng anh đã được như ý. Sẽ bị người ta nhận ra đó. Nơi đây đâu phải Thanh Ninh, nhưng là nơi em lớn lên. Lỡ gặp người quen thì sao? Hồi 6 tuổi anh đã dọn đi rồi. Con trai trưởng thành thay đổi nhiều. Mà còn đẹp trai đến thế, không ai dám nhận đâu. Đi nước ngoài về sao trở nên ảo tưởng quá vậy? Hết cách rồi. Không yêu được em, anh chỉ đành yêu bản thân thôi. Còn lẻo mồm lẻo mép nữa chứ. Trời ơi, không ngờ anh thật sự đang ôm em, nắm tay em, đi trên con đường của trấn Vu Âm thế này. Mơ hay tỉnh anh cũng đã nghĩ đến chuyện này không dưới trăm lần rồi đấy. Vậy hôm nay toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ đi. Không suy nghĩ điều gì khác. Được. Quán ăn vặt. So
ai đó. Ai? Bao tuổi rồi hả? Điên rồi hay sao? Á? Này, sững. Từ bé đến lớn, hình như anh chưa từng gọi em là chị gái. Vớ vẩn. Thật ra em cũng có một giấc mơ, muốn anh thực hiện cho em. Không giúp được. Chị gái, gọi một lần thôi, em tránh ra đi. Một lần thôi mà, tránh ra. Lục Chính An. Nhà cũ không còn, dỡ bỏ xây lại rồi. Cái hố nhỏ kia cũng không tìm được nữa. Thay đổi nhiều quá, nhiều cái đều đã không còn nữa. Đúng thế. May mà người bên cạnh vẫn không thay đổi. Hơn nữa cũng sẽ luôn ở bên. Thế nào chú? Mùi vị thế nào? Chỗ này không rẻ đâu nhỉ? Rẻ hay không liên quan gì. Lúc trước chú mời cháu đi ăn biết bao nhiêu lần. Cháu đã nói, sau khi cháu có tiền lương tháng đầu tiên thì sẽ mời chú đi ăn bữa thịnh soạn. Đã nói là làm. Giữ chữ tín lắm. Chúc mừng em, có cuộc sống mới. Còn chú thì sao? Chú thế nào? Vẫn chưa quên à? Đã lâu lắm rồi. Người lớn tuổi mà, tất nhiên là chậm hơn người trẻ tuổi một chút. Không đúng. Người lớn tuổi mới càng có kinh nghiệm, càng nên cầm được, buông được chứ. Chú ơi, cô ấy. Chắc không phải, cô ấy là tình đầu của chú đấy chứ. Em ăn cơm đi. Chú đúng là đàn ông quý hiếm. Để tình chú lần đầu tiên thất tình. Cháu, chuyên gia hay bị từ chối nhỏ nhoi này, sẽ truyền đạt chút kinh nghiệm cho chú. Không cần. Chiêu thứ nhất, thay đổi thói quen. Ví dụ chú thức đêm, vậy thì ngủ sớm dậy sớm. Chú lái xe đi làm, thì giờ ngồi tàu điện ngầm. Tóm lại cái nào càng khó thay đổi thì khi chú dùng hết thời gian và tinh thần thói quen mới, thì sẽ không còn thời gian nhớ cô ấy nữa. Vì thế nên em mới từ trợ lý đổi sang vị trí lễ tân hiện tại sao? Sai. Cái cháu dùng là chiêu thứ hai, giải mẫn cảm. Là sao? Hoàn toàn trái ngược với chiêu thứ nhất. Không trốn tránh, không lánh mặt, không lãng tránh, đối diện thẳng với nỗi đau. Chú nhớ cô ấy thì cứ nhớ thoải mái, nhớ triền miên không dứt, nhớ tới phát khóc, nhớ tới chết. Khi hết nhớ nổi thì thôi. Ví dụ như cháu nhé, bên ngoài có biết bao công ty, tại sao cháu cứ phải về Duệ Nghiệp? Chính vì có Lâm Dạng. Hơn một tháng qua, ngày nào cháu cũng nhìn Lâm Dạng. Cháu nhìn cô ấy, rồi không ngừng nói với bản thân rằng họ rất yêu nhau. Họ sẽ kết hôn sinh con. Đầu bạc răng long. Sau đó cháu đã tin. Học được rồi. Cảm ơn. Chú thử đi, chúc chú thành công.
Vậy tương lai em có dự tính gì? Tiếp tục ở lại Duệ Nghiệp sao? Tất nhiên là không. Cháu đã tính cả rồi, cháu sẽ xuất ngoại học chuyên sâu, hoàn toàn từ biệt quá khứ. Hay đó, tính đi nước nào, học trường nào, chuyên ngành nào chưa? Chú thấy cháu hợp với trường nào, nước nào, chuyên ngành nào? Vậy mà em bảo đã tính cả rồi sao? Anh nói em biết, đây là chuyện lớn trong đời. Bản thân em phải nghĩ cho kỹ, đừng để như lần trước. Sao thế? Chuyện này là sao đây? Chú xem này, hãng mỹ phẩm Mạnh Dạng mời người mới tiềm năng để làm người đại diện, chuẩn bị thông báo ai sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại nặng nề này. Sếp Mã, sếp Mã, làm gì vậy? Sao không gõ cửa? Xảy ra chuyện rồi. Anh nói sao? Nổi tiếng đến thế sao? Phủ sóng khắp nơi luôn. Bên phòng kế hoạch nổ tung rồi. Không ai phát hiện là Lâm Dạng đấy chứ? Mọi người đều đang đoán, không ai dám xác định. Thế thì tốt. Quảng cáo Duệ Nghiệp chắc bên Lục Chính An cũng đang đang não. Nào làm vậy? Còn bảo là nhân viên nữ lớn tuổi, dù sao cũng là nữ chính, không xứng có họ tên sao? Chị hai ơi, đây không phải trọng điểm. Ok. Tỉnh Văn, sau khi lão Lâm xuất viện thì đến nhà chúng tôi ở, trong nhà có bảo mẫu, chăm sóc cũng tiện hơn. Không cần đâu, phiền phức quá. Cô lại thế rồi đúng không? Được rồi, quyết định vậy đi. Thế thì rảnh rỗi tôi có thể chơi cờ uống với lão Lâm, tâm trạng vui vẻ thì mới bình phục nhanh được. Đúng đó, đúng đó. Thế thì mẹ cháu cũng không rảnh mắng cháu mỗi ngày, càng không bắt nạt bố cháu nữa. Cô ơi, cô xem như cứu vớt hai bố con chúng cháu đi. Thằng ranh này, con muốn bị ăn đập hả? Nghịch ngợm lắm. Con nghe điện thoại. Tỉnh Văn, tôi nói cô hay. Trên mạng có một bài viết về Lục Chính An, lượt xem không nhiều, nhưng bên nhãn hàng chắc chắn đã biết. Trong báo viết gì? Lục Chính An lấy lý do công việc sống chung với một nhân viên nữ, cũng may không đăng tên cậu, hình cũng đã được làm mờ. Thế thì tốt, tôi tính tới tính lui mà không nghĩ đến lại chỉ mũi dùi về phía nhãn hàng. Độc ác thật. Anh biết ai làm à? Chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của tôi, danh tỷ đó. Mình biết là ai làm, đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi, Lâm Dạng. Chỉ là không biết đến nhanh như vậy. Không sao, dù sao sớm muộn cũng có ngày này. Người cô ta muốn làm khó là Lục Chính An. Chỉ cần cô ấy không bị liên lụy, chỉ cần anh ấy không sao, mình sao cũng được. Mình mới nói chuyện với Mã Lạc xong, anh ấy và sếp Hoa đang trên đường đến Oslo. Bây giờ tôi đang trên đường đến Oslo. Đúng rồi, hai người bàn tới đâu rồi? Vẫn chưa. Mau lên đi. Nhiệm vụ hàng đầu của cậu là dẹp yên cô ấy. Cậu đừng ra mặt, ai hỏi đến cũng đừng trả lời. Đừng nghe điện thoại, đừng lên mạng, đừng về. Cứ tiếp tục ở yên tại trấn thu âm đi. Với Lục Chính An thật kỹ, hai người nhất định phải đồng lòng. Những chuyện khác giao cho chúng tôi, đợi có kết quả rồi tính tiếp, yên tâm đi. Mình biết phải làm sao. Được. Lục Chính An, cô, mẹ hỏi con có thật không? Vâng. Mẹ, tiểu thiết, bà xã, tiểu thiết, mau dìu lên đi. Bà xã, dìu đi, mau dìu đi, mau lên. Mau lên, vào trong. Từ từ, từ từ, bà tỉnh lại đi bà xã. Bà tỉnh rồi à? Tôi gọi bác sĩ tới nha, chờ chút. Nào, con nói đi. Cô, trên mạng nói linh tinh đấy. Nổi tiếng lên nhiều điều tiếng. Đúng đó, cái mình thấy chưa chắc đã là thật. Hạng mục đó của công ty Dạng Dạng đều là người mình cả, không đền nhiều tiền lắm đâu. Cô yên tâm, chúng cháu sẽ có các tiền nông, không phải vấn đề. Là người. Cô ta là ai? Hai đứa có quan hệ gì? Sống chung bao lâu rồi? Không có người này. Là thì tụi nó. Để nó tự nói. Đã có hình mà còn không dám thừa nhận đúng không? Con biết điều mẹ quan tâm nhất là gì mà.
Nếu hôm nay con không muốn mẹ tức chết thì thành thật khai báo với mẹ. Cô ấy là đồng nghiệp của con. Con từng đưa cô ấy về nhà mấy lần. Không có sống chung, không phải quan hệ yêu đương. Vậy thôi sao? Nhiều đó thôi, để nó tự nói. Mẹ cứ bắt con nói. Con nói thì mẹ lại. Vậy con phải nói gì đây? Con xin lỗi. Cô, cháu từng gặp đồng nghiệp của cậu ấy, từng đến công ty học vài lần, mọi người cũng từng tụ tập ăn cơm. Quả thật là quan hệ đồng nghiệp bình thường, trên mạng viết linh tinh thôi. Mọi người đều hiểu lầm rồi. Nghĩ kỹ chưa? Đều đông đủ rồi à? Đủ người rồi, bắt đầu thôi. Giám đốc Lâm đâu? Chẳng phải cô ấy phụ trách hạng mục này sao? Xin lỗi, cô ấy đã xin nghỉ phép về quê rồi. Các vấn đề sau này e là cũng không thể tham dự. Tại sao? Vì cô ấy là nữ chính của sự kiện lần này, bạn gái của Lục Chính An. Mỹ phẩm mạnh dạn mời người mới tiềm năng để làm người đại diện. Mẹ tắm xong rồi à? Vậy tới con, chờ chút. Mẹ hỏi con chuyện này. Mẹ hỏi đi. Cô gái trong hình là con sao? Đôi giày cao gót trong hình là đôi mẹ mua với con khi đi mua sắm năm ngoái. Là con. Tại sao con không nói thật? Chẳng lẽ hai đứa tụi con đến với nhau rồi? Thật ra hôm đó con đã muốn nói cho bố mẹ biết, nhưng nghe tin bố nhập viện, con nghĩ đợi bố xuất viện rồi nói. Nhưng cô Trần, tụi con lo cho cô nên mới không dám nói thật. Vậy bồi thường mà trong báo nói thì sao? Cũng là thật sao? Tóm lại mẹ tin con đi. Con sẽ không liên lụy anh ấy, cũng sẽ không làm hại bản thân. Con sẽ xử lý thật tốt. Con có chắc là tình yêu không? Con chắc chắn. Con yêu anh ấy, rất rất yêu. Ngủ sớm đi, mai rồi tính.
Hoa tiên tử, xuống lầu. Mẹ anh vẫn ổn chứ? Ừ, ngủ rồi. Thật ra anh nên ở bên cô. Mẹ không muốn thấy anh. Thật ra anh đến để nhắc em. Lúc trước em từng hứa với anh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông tay, dù cho là muốn tốt cho anh đi nữa. Ừ, em nhớ. Thật ra lần này anh đến, ngoại trừ nói thật với bố mẹ, anh còn muốn nói với em một chuyện. Trước khi em đến đây, anh đã thấy những tấm hình này. Có người gửi nặc danh cho anh mà. Nên vào lúc đó, anh đã nghĩ kỹ rồi. Bất kể họ làm gì, anh cũng sẽ nhận. Vậy sao anh không nói sớm cho em biết? Anh sợ em không đồng ý. Thế nên anh đến là để thông báo cho em biết, chứ không phải bàn bạc sao? Lâm Dạng, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng em không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Một khi thừa nhận, tạm thời không nói đến ảnh hưởng đối với anh, với công ty và Vân Lãng, chỉ riêng khoản tiền bồi thường thì phải tính sao? Còn cả bố mẹ anh nữa. Anh đã nói với bố mẹ là anh sẽ giải quyết rồi. Họ nhất định sẽ đồng ý. Sau đó thì sao? Sau đó lấy tiền của họ để bồi thường. Lục Chính An, em không màng đến dư luận. Từ giây phút em quyết định đến với anh, em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Nhưng em không thể không quan tâm đến người nhà của chúng ta. Nếu anh làm vậy thật, vì em mà lấy tiền của bố mẹ, thì làm sao bố mẹ em đối diện được với chuyện này đây? Vốn dĩ họ đã cảm thấy mắc nợ nhà anh rất nhiều rồi, giờ lại cộng thêm chuyện này. Đừng nói hai chúng ta đến với nhau, khi sau này hai nhà còn không thể làm bạn nữa ấy. Họ đều đã lớn tuổi, có thể sau này không thể có bạn bè như vậy nữa. Tình cảm hơn 30 mấy năm không thể bị hủy hoại trong tay chúng ta. Nhưng anh yên tâm, em đã hứa với anh thì sẽ không từ bỏ. Em biết mà, ngoại trừ em, anh không quan tâm điều gì khác. Em biết. Chẳng phải họ đang giải quyết rồi sao? Chờ thêm chút nữa, biết đâu đã có cách rồi. Bất kể có cách hay không, em cũng sẽ không rời xa anh. Em sẽ không làm vậy đâu. Dù cho phải giống như bây giờ, âm thầm lén lút giấu bố mẹ cả đời. Vậy anh đi đây. Em mau về đi. Ừ. Mau về đi. Quyết định vậy đi. Chia ra hành động. Lúc họp, Lâm Dạng có gửi tin nhắn cho tôi. Điều cô ấy nghĩ cũng giống với tôi. Cứ nói là chị em, còn gửi rất nhiều hình.
khi còn bé của họ cho tôi. Còn muốn chúng ta công bố ngay, để mọi người dồn sự chú ý vào cô ấy. Dùng điều này để giảm thiểu ảnh hưởng đối với An An. Thằng canh đó chắc không phải, vẫn chưa biết đấy chứ. Tất nhiên rồi, vì thế tôi không nhắc đến. Được lắm, làm tốt đấy. Chị Lâm không biết cậu đã bị xúi dục. Chứng tỏ hai người họ chưa nhất trí. Được rồi, dù sao cũng đã ngửa bài với khách hàng. Cũng đã có phương hướng hành động, con đường phía trước còn dài lắm, đúng không? Vậy hai vị giờ sao đây, uống vài ly đi. Còn uống nữa sao? Ôi chao, khó khăn lắm mới thở vào đôi chút, đúng không? Thả lỏng đi nào, tôi mời, đi, đi thôi. Đi quán lề đường, cứ việc cạn ly thôi. Ôi chao, sao còn chưa về, hơn 10 giờ rồi đó. Chị ơi, hay là chị gọi cho anh rể đi. Nhắn tin cũng được. Anh rể em đang học. Sao lại vậy chứ? Bồi thường cũng đâu sao. Chỉ sợ có người cố tình chơi sau lưng cậu ấy. Còn chưa ra mắt mà đã gặp phải chuyện thế này. Nếu sau này em lo lắng cho cậu ta quá nhỉ. Sao nào, vẫn chưa quên được à? Đây là hai chuyện khác nhau mà. Cho dù em không cần nữa thì cũng không thể để người khác ức hiếp cậu ấy. Trong lòng em, cậu ấy nên là Lục Chính An không sợ trời, không sợ đất, ngông nghênh không biết điều. Chị thì lại thấy sau này ai mà hốt em đi. Ôi, cũng đúng là có phúc lắm. Thật sao à? Ừ. Anh về rồi. Lại đi nhậu sao? Họp không thuận lợi sao? Hửng. Tốt lắm. Bọn anh đi ăn mừng. Thật sao à? Sao rồi à? Từ từ thôi. Tạm thời không phản hồi. Tiện tay đốt thêm lửa, cho nó cháy mạnh hơn nữa. Xem như làm nóng trước. Sau đó thì sao? Sau đó phải xem số của hai đứa nó rồi. Hướng đi của dư luận quyết định kết quả cuối cùng. Nhiều đánh giá tích cực thì vui cả làng, nhiều đánh giá tiêu cực hoặc là thanh minh, không thì đổi người. Mọi tổn thất do bên B chịu trách nhiệm. Vậy thôi sao? Thế có gì để chúc mừng đâu. Còn chưa biết sống hay chết nữa mà. Ai quan tâm chúng ta sống hay chết chứ? Chúng ta là bên vi phạm hợp đồng. Ôi được rồi, mau lên lầu đi ngủ đi. Anh rể, anh rể giúp cậu ấy đi mà. Lục Chính An sẽ không thanh minh đâu. Điều bên A quan tâm luôn luôn chỉ là kết quả. Không ai quan tâm cậu ấy là ai. Càng không ai quan tâm cậu ấy yêu ai. Hiểu chưa? Được rồi, lên lầu ngủ đi. Mai tính tiếp. Từ từ thôi, chậm thôi. Tạm thời không phản hồi. Tiện tay đốt thêm lửa, cho nó cháy mạnh hơn nữa. Xem như làm nóng trước. Hướng đi của dư luận quyết định kết quả cuối cùng. Nhiều đánh giá tích cực thì vui cả làng. Lục Chính An vừa nổi tiếng mà đã cho vội vàng đâm đầu vào chỗ Lục Sao An.
Giới thiệu tập sau, lại quen thói có thể đừng đẻ con nữa được không? Chuyện mà một người giải quyết là không cần thiết cần đến hai. Trong đây có một khoản tiền, dùng để làm tiền đảm bảo trước mặt tất cả mọi người. Từ nay về sau, không chơi nhạc nữa. Con đã không còn là trẻ con nữa. Sau sinh nhật, là đã 32 tuổi rồi. Nghiêm túc đó đùa với anh. Ý em là chia tay sao? Đúng, chia tay, được. Con nhớ lấy, năm nay con chỉ mới 24 tuổi. Người con yêu không phải người bằng tuổi.星光。